Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ nghèo đa chiều hộ nghèo theo tiêu chuẩn của tỉnh, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mức hỗ trợ người nghèo sẽ được tỉnh nâng lên giúp người nghèo gia tăng khả năng thoát nghèo bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022-2025 như sau. Khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng một người một tháng. Khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng một người một tháng. Để tăng cường khả năng tham gia bảo hiểm y tế của người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đa chiều hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh. Dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 98.334 lượt thẻ với kinh phí khoảng 54,89 tỷ đồng trong giai đoạn năm 2022-2025. Đối với các em học sinh thuộc hộ cận nghèo, các em được đề nghị hỗ trợ như sau. Hỗ trợ thêm 50% học phí còn lại cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông. Hỗ trợ chi phí học tập với mức 150.000 đồng một học sinh một tháng để mua sách vở, đồ dùng học tập, hưởng theo thời gian học thực tế không quá 9 tháng mỗi năm. Đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, các em được đề nghị hỗ trợ 100% học phí dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ cho khoảng 22.755 lượt học sinh, với kinh phí khoảng 37,5 tỷ đồng giai đoạn năm 2022-2025. Các nội dung vừa nêu do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình đang được Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh thẩm tra.